Alo, xin chào các bạn. Hôm nay tôi trình bày cho các bạn cái kỹ thuật phân cụm dữ liệu với cái phương pháp phân cụm K-means, người ta gọi là K-means clustering. Thì các bạn biết rằng là phân cụm dữ liệu là một cái bài toán nó tìm cách xếp các cái đối tượng có cái sự tương đồng với nhau vào các cái cụm, và sao cho các cái phần tử trong cùng một cụm thì nó càng giống nhau càng tốt, và các cái phần tử ở khác các cụm khác nhau thì nó càng khác nhau càng tốt. Và các bạn biết rằng là cái phân cụm, các cái bài toán về clustering là thuộc cái bài toán unsupervised learning, học không giám sát ở trong machine learning. Và mục tiêu của các cái phương pháp phân cụm là gì? Là nó tìm cách là gì? Gom các cái đối tượng như tôi đã nói là tương đồng với các cái cụm để mà nó tìm đặc điểm của các cái cụm đó, và nó ứng dụng rất là nhiều ở trong các lĩnh vực, từ là khách hàng, làm marketing, làm về bán hàng, bán lẻ v.v. thì nó ứng dụng rất là nhiều. Thì ở trong cái video này thì tôi giới thiệu các bạn là, thứ nhất là tôi giới thiệu cái phương pháp về phân cụm K-means, người ta gọi là cái thuật toán K-means. Trong đó là giới thiệu về các bước để làm về K-means, trong đó là giới thiệu cách để chọn cái tham số k, cái số cụm k cho nó tối ưu, và cách đánh giá một mô hình phân cụm cũng như phân tích và đọc cái của cái phân cụm K-means. Thì các bạn biết rằng là cái phương pháp phân cụm K-means là người ta gọi là k trung bình đấy. Thì ở đây ta vào ta có thể sử dụng là ta xem cái phương pháp và phân cụm K-means ở đây. Thì cái thuật toán phân cụm K-means á, ở đây là ta giới thiệu sơ qua cái thuật toán này. Tức là các cái bước để làm K-means thì ở trên mạng nó có rất là, đây tôi lấy một cái ví dụ ở đây. Thì các bạn biết rằng là gì? Là cái phương pháp mà phân cụm K-means, tức là k trung bình, tức là nó sẽ tìm cách xếp các cái đối tượng vào k cái cụm, số k cụm mình đã biết trước. Thì ở đây thì các bạn hình dung là các cái bước mà thực hiện cái thuật toán này là như sau. Đầu tiên á, là các bạn sẽ xác định được cái số cụm k, tức là cái số cụm mà các bạn cần phân các đối tượng này vào. Đây là những k bằng 5, bằng 7 cụm gì đó. Thế sau đó là các bạn hình dung là đầu tiên á, là nó sẽ chọn ngẫu nhiên k tâm cho k cái cụm. Các bạn hình dung là mình đầu tiên là khởi động thuật toán này là sẽ chọn ngẫu nhiên k cái tâm cho k cái cụm. Và sau đó là gì? Là mỗi một cái cụm thì đại diện một cái tâm, người ta gọi là centroid. Sau đó là nó sẽ tính khoảng cách từ của các cái đối tượng, tức là các cái symbol đấy, các cái của tất cả những cái đối tượng tới các cái tâm của các cái cụm. Nó sẽ góp cái, nó có thể dùng rất nhiều cái độ đo khoảng cách, ví dụ như là Euclid, Manhattan, Cosine, hoặc là Traverse, các bạn có rất nhiều cái độ đo này. Thì sau này các bạn có thể về các bạn tùy theo các bài toán cũng như tùy theo yêu cầu các bạn sẽ dùng cái độ đo nào cho nó phù hợp. Tiếp theo là khi nó tính được khoảng cách rồi thì nó sẽ góp cái đối tượng sẽ vào cái cụm mà nó có cái tâm cụm, mà có khoảng cách đến tâm cụm là gắn nhất, và sau đó nó sẽ tính toán lại cái tâm cụm, tức là sẽ cập nhật lại cái tâm cụm bằng là trung bình của các cái phần tử trong cụm đó, và sau đó nó lặp lại cái quá trình này cho đến khi mà nó không có cái sự thay đổi nào các phần tử trong một cụm thì nó dừng. Thì cái cơ bản của thuật toán K-means nó đơn giản vậy. Như vậy các bước đầu tiên là nó sẽ xác định số cụm k, cái thứ hai nữa là nó sẽ chọn đại ngẫu nhiên k tâm cho k cụm, và nó tính cái khoảng cách từ các đối tượng tâm của các cụm, và nó gộp cái đối tượng vào cái cụm mà có khoảng cách tâm là nhỏ nhất, và nó sẽ cập nhật lại cái tâm cụm, cập nhật lại tâm cụm một cách tính trung bình, nên gọi là K-means mà, đó là tính trung bình các phần tử trong cụm đó, và nó sẽ lặp lại cái quá trình này cho đến khi không có thay đổi, có cái sự thay đổi nào của các phần tử trong cụm thì nó dừng. Đây là các phương pháp về K-means, nó khá đơn giản vậy. Thì ở đây là ta lấy một cái ví dụ ở đây, ta sẽ minh họa cho các bạn. Thì đầu tiên là tôi sẽ đọc cái dữ liệu này lên, thì trong cái bộ dữ liệu nhân viên này thì nó sẽ có khoảng là, đây là ta có cái dữ liệu về nhân viên của ở đây, thì tôi có khoảng là ở đây là có khoảng 94 cái nhân viên và 9 cột, thì là 9 cột ở đây, thì các bạn đây là mã nhân viên, tuổi, rồi văn và gọi là ký phòng, rồi cái giới tính, rồi skill, rồi số năm gọi là cái số năm làm việc, số năm đào tạo, rồi cái văn phòng, rồi cái lương. Đấy,
Thì ở đây các bạn hình dung là tôi phân tích sơ bộ cái này, thì ở đây là tôi sẽ vẽ cái heat map của các cái biến định lượng. Biến định lượng tức là các biến số đấy. Ví dụ như đây ta sẽ thấy rằng là xem thử là cái các mối quan hệ giữa các cái biến định lượng như thế nào, giữa cái salary transition là vân vân. Các bạn nhìn vào đây các bạn sẽ thấy là cái salary này thì nó phụ thuộc vào cái transition mạnh nhất này, đó được như thế. Sau này các bạn có thể xem, nếu các bạn tôi vẽ cái pair plot này thôi. Các bạn chú ý cho tôi là trước khi cái này thì tôi sẽ chọn ra này, tôi chọn cái chỗ này, chú ý là tôi chọn ra các cái cột mà chỉ số thôi. Thì giờ đây tôi gọi là DEF num, đó là tôi chỉ chọn ra, tôi sử dụng cái phương thức này để tôi chọn ra những cái cột số. Thì ở đây những cột số chính là cột gì, tức là cột tuổi này, rồi cột working year, rồi training year, rồi salary, đó là những cột số. Và sau đó tôi sẽ vẽ cái heat map cho những cột số này. Vẽ heat map thì tôi dùng cái thư viện Seaborn rất là đơn giản thôi. Thì ở đây các bạn hình dung là tôi có thể sử dụng Seaborn, tôi vẽ pair plot. Cái này cũng là một cái cách trực quan hóa, nó rất là dùng để các bạn có thể theo dõi được. Thì cái trực quan hóa, cái pair plot nó giúp cho các bạn có thể xem được cái tần suất này, cái histogram cũng như là cái scatter plot giữa các cái biến ở trong này. Các bạn nhìn ra thì các bạn biết là cái biến lương nó phụ thuộc vào cái biến training year là mạnh nhất này. Đấy, nếu mà các bạn muốn rồi đến working year, rồi đến tuổi, thì nếu các bạn muốn xem thì các bạn có thể sử dụng cái correlation này để các bạn xem chia cụ thể cái gọi là cái hệ số tương quan giữa các biến số ở đây. Do trường hợp này các bạn thấy là cái salary với cái training year là mạnh nhất này. Đó, cái hệ số tương quan nó rất là chặt, dương trên 0.9 nhé. Đó. Thế thì cái phần này thì cái phần phân tích sơ qua để ta xem các cái biến, cái mối quan hệ giữa các biến số ta. Bây giờ ta sẽ đầu tiên á, thì các bạn chú ý tôi rằng là để mà cái bài toán mà làm k-min á, thì phân cụm cả k, thì cái đầu tiên là ta làm sao để ta chọn được cái số cụm k là nó phù hợp. Thì ở đây các bạn chú ý là cái việc tương đối phức tạp là để các bạn chọn cái số cụm k cho nó phù hợp thì nó có rất nhiều cái phương pháp, như là phương pháp ELPO, rồi phương pháp CHOOS, rồi vân vân. Thì ở đây tôi sử dụng một vài cái phương pháp để tôi chọn ra cái k cho nó phù hợp. Thì ở đây là đầu tiên là tôi sử dụng cái phương pháp ELPO. Thì các bạn chú ý rằng phương pháp ELPO thì tôi sẽ ở đây là tôi sẽ vẽ cái ELPO này, vẽ cái đường này, tôi scale cái dữ liệu lại, tôi scale cái dữ liệu lại và tôi vẽ, tôi cho cái A nó chạy trong cái khoảng nào đấy, ví dụ như là từ bao nhiêu cộng đó, ví dụ như thì ở đây ta sẽ, sau đó là ta sẽ vẽ lên cái đường elbow, cái đường elbow này là cái đường khuỷu tay này. Thì các bạn chú ý tôi rằng là ở đây ta sẽ vẽ cái đường này thôi, cái đường này thì cái đường elbow kiểu như này, thì các bạn sẽ thấy đây là cái đường elbow. Thì các bạn biết là phương pháp elbow, phương pháp khuỷu tay này á, tức là nó sẽ chọn ra cái đây là cái số cộng này, số cộng nó tăng dần ở đây, và cái chỗ mà khuỷu tay này á, thì nó tức là cái độ giảm của cái tổng cái khoảng cách bình phương khoảng cách giữa các phần tử trung cộng là nó gì, nó đột ngột này, và bắt đầu sau cái elbow này theo khuỷu tay này thì cái chỗ này nó sẽ giảm dần, tức là cái tốc độ giảm nó không có mạnh nữa. Thì trong này cái hình này thì cái elbow này nó, cái khuỷu tay này không có rõ lắm, nhưng mà các bạn có thể chọn là ở chỗ số hoặc là cái chỗ số ở đây, các bạn thấy là đây là số 5 này, ví dụ thế. Thì ngoài cái phương pháp elbow này thì nó có một số cái phương pháp khác, phương pháp khác là cái phương pháp, ví dụ như đây là tôi có dùng một vài cái phương pháp này. Thì ở đây là cái phương pháp sử dụng cái tổng bình phương khoảng cách giữa các phần tử trung cộng này, là phương pháp elbow này. Đúng, cái điểm CHOOS là cái điểm dùng để đánh giá cái sự tách biệt giữa các cái cộng đấy, và cái điểm các phương pháp cái độ đo về gọi là cái Kalinsky này. Thì các bạn hình dung là các bạn có thể nghiên cứu về cái ba cái phương pháp này chi tiết hơn, nhưng ở trong này là tôi vẽ cả ba cái này. Và cái đầu tiên là tôi vẽ cái elbow này, cái thứ hai elbow tôi vẽ trên rồi đó nên tôi vẽ lại chung trong một chỗ thôi. Thì cái này tôi vẽ cái theo cái CHOOS này, tôi vẽ cái theo cái điểm về Kalinsky này. Thì ở đây là tôi sẽ bắt đầu cho nó chạy từ 2 cộng đến 11 cộng đi. Thì chỗ này tôi vẽ cái elbow này, còn cái này tôi tính cái điểm CHOOS. Ở đây tôi sẽ vẽ ra cái CHOOS này, ở đây tôi tính cái điểm về Kalinsky, tôi vẽ ra Kalinsky này. Cái này tôi vẽ cái dưới này là vẽ đồ thị thôi. Đây tôi vẽ elbow này, rồi tôi vẽ cái CHOOS này, rồi tôi vẽ cái điểm về Kalinsky đây.
Thì đây ta sẽ hình dung là ta sẽ khi ta chạy thì các bạn sẽ thấy là có một số cái chat như sau. Đây, cái eo bao thì giống như hồi nãy thôi, các bạn thấy là cái chỗ số 5 này, số 5 này là nó rõ hơn. Đây ví dụ các bạn thấy đây là cái 5 cộng này thì cái kiểu như này, cái dùng khuỷu tay này, rồi cái xíu đó thì các bạn nhớ cái điểm xíu là cái điểm để tính tách biệt giữa các cái cụm ấy. Thì ở đây các bạn hình dung là cái điểm số này nó sẽ trừ 1 đến 1, và nếu mà gần 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 bằng 1 á, thì cái độ tách biệt của các cụm nó còn cao. Trong trường hợp này các bạn sẽ thấy ở đây là có ví dụ như các bạn thấy là có những cái như là 8 9 10 cộng thì cái điểm nó cao hơn, nhưng mà nó cũng cao hơn bao nhiêu. Đấy, các bạn giống như vậy. Thì tất nhiên là cái việc mà các cái phương pháp này có sự sai khác một chút, đặc biệt đối với từng cái bộ dữ liệu thì các bạn sẽ cân nhắc. Vì các bạn khi các bạn chọn thì các bạn phải combine nhiều phương pháp để các bạn chọn ra cái nào tốt. Đó, thì ở đây các bạn hình dung là cân đối giữa cái số lượng và cái điểm và cái mức độ cái hiệu quả của cái số lượng các cộng và cái hiệu quả của cái quả phân cộng này. Thì các bạn thấy ở đây là ví dụ như năm này cũng là cũng cũng có thể chấp nhận được này. Đó, thì cuối cùng là cái chỉ số về về Kalinsky này, thì cái số này các bạn thấy ở đây là tất nhiên là cái chỉ số này càng cao thì càng tốt, cái sự tách biệt cái cộng nó càng tốt, nhưng các bạn cũng sẽ nhìn thấy cân cân nhắc lại thì các bạn sẽ thấy là con số 5 cộng này thì cái điểm này nó cũng tương đối này. Ví dụ như thế thì các bạn có thể trong hợp này tôi giả sử rằng tôi chọn k cộng 5, k bằng 5 cộng thì tôi sẽ phân cộng với cái số cộng k bằng 5. Thế thì ở đây là cái phần này tôi sẽ phân cộng với số cộng k bằng 5 ở đây. Thì ở đây các bạn ta sẽ sử dụng cái thay pin của cái thư viện cluster của Scikit-learn thôi. Thì đây là tôi scale cái dữ liệu lại, và thông thường thì khi các bạn phân cộng bạn scale dữ liệu lại để cho nó cùng cái thang đo vậy thì cái chất lượng phân cộng nó mới tốt. Thì đây là tôi sẽ phân cộng với cái số cộng là 5 đây. Thì đây là tôi sẽ đưa ra các thông tin của cộng. Thì ở đây các bạn tôi chạy tôi sẽ dẫn cho các bạn xem. Thì đầu tiên á là tôi sẽ chạy với cái số cộng là 5 này. À, cái chỗ này là tôi sẽ in ra cái đặc điểm của các cụm, nhưng mà cái đặc điểm của các cụm ở đây các bạn sẽ thấy đây là cái đặc điểm của cụm này. Thì từ cộng 1 đây là trung bình nhé, đây là trung bình. Ví dụ như cộng 1 này thì có cái tuổi trung bình là khoảng 22.8 này, đây là cái số 5 làm việc trung bình này khoảng là 1.76 này, rồi số 5 đào tạo trung bình này mình lương trung bình của cộng 1 này, và tương tự như vậy các cụm này. Đây là cái số phần tử trong mỗi cụm, cái như vậy mỗi cụm nó có bao nhiêu. Chúng ta có 94 cái người, thì ở đây cộng số 0 có 17 người, cộng số 1 có 22 người. Thì cái phần mà in ra cái số điểm trong mỗi cộng chính là cái phần này. Đó. Còn cái này là tôi biểu diễn một cái heat map các cộng để cho nó dễ nhìn này. Cái heat map tức là cái đồ là thầy này. Thì cái heat map này giúp các bạn có thể theo dõi được là các đây là cái cộng này, 5 cộng thì đây. Và đây là các cái đặc trưng của các cộng đó, feature này. Thì các bạn nhìn qua đây các bạn ở đây đang có con số trung bình thôi. Đó. Thì cái phần này á là đầu tiên là các bạn in ra đặc điểm của các cộng. Cái thứ hai nữa là ở đây thì các bạn biết là để đánh giá một cái cộng á thì các bạn có nhiều cái độ đo, thì trong đó các bạn chú ý là cái độ đo là đây là tổng cái khoảng cách bình phương vách giữa các cộng, gọi là width in the square. Ở này là tôi in ra cái một số cái này là có cái độ đo để các bạn có thể đánh giá cái chất lượng của phần cộng này. Ở đây là cái tổng bình phương khoảng cách của các cộng. Và nguyên tắc là cái con số này mà nó càng nhỏ thì càng tốt. Thì cái thứ hai là cái khoảng cách giữa các cộng với nhau, đây khoảng cách giữa các cộng gọi là between group sum of square đấy, thì khoảng cách giữa các cộng với nhau. Và cái thứ hai nữa là cái xíu hút là cái điểm dùng để đánh giá cái độ tách biệt. Cái điểm này nó càng gần một là càng tốt, và đây là cái điểm về cái Kalinsky như hồi nãy tôi nói đấy. Thì tôi in ra thì các bạn thường á thì để đánh giá một cái chất lượng phân cộng thì các bạn nên in ra, có thể nhiều thêm cái tham số nữa, nhưng mà đây là tôi in mấy tham số đây. Tham số này thì ở đây là ta sẽ in ra cho các bạn thấy, và kết quả này các bạn sẽ thấy như thế này. Thì đây thì cái kết quả nó là tổng cái gọi là cái quyết định cái sum of square, rồi quyết định cái sum of square, rồi cái chỉ số Cihus, rồi cái chỉ số Kalinsky. Sau này các bạn sẽ đọc nghiên cứu kỹ cái phần này để các bạn có thể phân tích đánh giá một cộng sao cho nó tốt. Thì sau đây á cái con là chỗ này tôi sẽ vẽ ra cái scatter cho từng cái đối tượng để các bạn so sánh. Ví dụ như là ta sẽ xem thử là cái ta vẽ cái cho từng cái biến mà trên cho từng cái feature đấy, gọi là từng cái feature với cái cluster, đó là cluster. Ví dụ như trong trường hợp này là các bạn sẽ vẽ ở đây là
Đây có từng cái biến với từng cái cluster này. Đây thì ở đây các bạn sẽ vẽ là đây, thì các bạn sẽ thấy đây cái tôi dùng cái bare plot này, nhưng mà tôi color theo số cộng này. Thì các bạn thấy đây là đây cộng từ cộng cộng 0 đến cộng 4 này, thì các bạn sẽ nhìn thấy từng cái đặc trưng ở đây. Ví dụ như là các bạn sẽ nhìn thấy là từng cái đặc trưng ở đây so với lại từng cộng này, thì các bạn có thể mô tả cái này. Tôi nghĩ là cái này nó cũng giúp cho các bạn có thể đánh giá tốt cái cộng, đặc biệt là các bạn so sánh từng cái cộng và từng cái cặp các cái biến với nhau, các cái feature với nhau. Ví dụ các bạn sẽ thấy đây. Thế thì đây là cái mà tôi nghĩ là cũng rất là hữu ích để các bạn có thể theo dõi cái đặc trưng của các cái cộng, làm rõ ra phân tích đặc trưng các cái cộng. Và cái này á là tôi nghĩ cũng rất là hay dùng, tức là các bạn sẽ vẽ ra là cái từng cái đặc điểm trên từng cộng nó như thế nào. Ví dụ như trong hôm nay tôi vẽ tuổi này, tôi vẽ cái tuổi theo từng cộng. Thì đây tôi dùng cái violin, các bạn biết là violin là một cái chart mà nó kết hợp giữa cái bob plot đây với lại cái density, tức là cái mật độ này. Thì các bạn có thể biết được là ví dụ như tôi có thể phân tích được là cái cộng số mọc này này, thì các bạn thấy là cái tuổi cái màu cái điểm màu trắng này trung vị đó, còn đây là quý 3 để quý 1, còn cái này max min thôi. Còn cái dưới này á là nó càng phòng ra như thế này á, nghĩa là cái tần suất nó càng cao và cái xác suất xuất hiện nó càng lớn thôi. Như vậy các bạn có thể hình dung là cái nhóm một này, cái tuổi nó ở khoảng trên 30 này, trên 31 32 gì đó đại loại như thế, thì nó rất là cao. Còn cái nhóm mà số 4 này này thì các bạn thấy là cái tuổi nó khoảng ở dưới 28 29 gì đây, các bạn thấy nó rất là này. Còn đại loại như thế. Còn cái tuổi cái nhóm không này thì các bạn thấy là cái tuổi nó khoảng dưới 23 23 gì đó, các bạn thấy đại loại như thế. Thì ở đây các bạn có thể so sánh, hoặc là các bạn có thể vẽ theo lương. Vậy là các bạn có thể vẽ theo lương hoặc từng cái tiêu chí, thì các bạn nhìn vào đây các bạn có thể biết được lương của các cái nhóm này nó như thế nào. Và các bạn thấy lương của nhóm số 4 này chủ yếu là lương có cái thấp này đây, và chủ yếu là ở khoảng đâu khoảng 850 gì đây, là các bạn thấy nó có cái khoản này rất là cao đấy. Thì các bạn hình dung các bạn kết hợp giữa cái này, thì sau này các bạn có thể phân tích, các bạn vẽ nhiều chiều đó thôi. Còn ở đây là tôi dùng một cái vòng lặp để tôi vẽ hết. Nếu các bạn không muốn vẽ từng cái một thì các bạn tôi dùng cái vòng lặp và tôi vẽ hết ra các cái này cho các bạn cho nó nhanh. Sau này các bạn khỏi phải vẽ thủ công. Tôi có bốn cái biến ở đây, tôi vẽ hết ra theo từng cluster, thì các bạn chạy nên nó sẽ có hết từng cluster theo từng cái biến thôi, và sau đó các bạn phân tích thôi. Cái phần này cũng rất là hay dùng đó. Còn cái này là một cái nữa mà các bạn cũng nên là phân tích khi các bạn là phân tích các cộng, đó là cái khoảng cách giữa các cộng với nhau. Thì trong trường hợp này các bạn giống là tôi in ra cái ví dụ như ta có 5 cộng, thì ta sẽ xem thử là những cộng nào nó gần nhau và những cộng nào nó xa nhau. Thì ở đây là tôi tính cái khoảng cách giữa các cái cộng, đây cũng là một cái chỉ số khá là hay dùng khi các bạn phân tích và đánh giá các chất lượng các cộng cũng như đặc điểm các cộng. Đây thì ở đây là tôi vẽ cái này, vẽ tôi tính khoảng cách là tôi vẽ ra thôi, thì sau này các bạn có thể vẽ thêm rằng được không, các bạn tính thêm, các bạn in thêm. Còn đây tôi vẽ thêm một cái heat map để cho các bạn biết là cái các cộng này nó gần nhau hay xa nhau, để các bạn có thể theo dõi cho nó dễ. Thì vân vân thì cái phần này á là trong cái ví dụ này, thì tôi đã minh họa này, tôi đã nói cho các bạn cái phương pháp và phân cộng K-min, cái thuật toán K-min, rồi cách chọn cái số cộng tối ưu dựa trên một số các phương pháp như là elbow rồi C-Hood rồi Kaliski vân vân, để làm sao để đánh giá một cái kết quả phân cộng, cũng như là phân tích cái kết quả phân cộng dựa trên các cái thông số và các visualize. Thì cái min thì nó có một thuận lợi là nó có làm việc rất là hiệu quả với những cái dữ liệu là số, và các bạn muốn làm cái min thì các bạn phải mã hóa dữ liệu thành số. Còn nếu mà các bạn muốn mà sử dụng cái dữ liệu mà phân loại thì các bạn có thể sử dụng cái phương pháp về K-mode. K-mode tức là sau này các bạn có thể nghiên cứu thêm một cái phương pháp để các bạn có thể xử lý tốt cái dữ liệu về về K-mode. Ví dụ đây là đây, thì các bạn nhưng là các bạn có thể nghiên cứu phương pháp mà K-mode này để các bạn có thể phân tích cái phân cộng cái dữ liệu đó. Thì ví dụ như trong hợp này tôi nếu các bạn muốn phân cộng những cái dữ liệu như là dựa trên depth, trên sender, trên scale, trên office chẳng hạn, mà các bạn muốn sử dụng, thì các bạn có thể sử dụng cái K-mode này để các bạn phân cộng thôi. Thì cái này các bạn có thể nghiên cứu thêm là và
Thường ấy thì trong cái kỹ thuật phân cụm thì có rất ngoài cái K-min, K-mode còn có cái rất nhiều kỹ thuật phân cụm như C-min, phân cụm M, rồi phân cụm thứ bậc vân vân. Thì cái bài toán phân cụm là cái bài toán mà nó được dùng rất là nhiều ở trong trong phân tích dữ liệu, đặc biệt là trong các mô hình về khai phá dữ liệu data mining, mô hình machine, các cái trong các kỹ thuật về machine học máy. Cho nên là các bạn hy vọng rằng là các bạn có thể qua video này các bạn có thể hiểu thêm và đặc biệt là các bạn nghiên cứu sâu về cái kỹ thuật về phân cụm dữ liệu để ứng dụng trong thực tế. Xin chào các bạn.